Ơi, mình xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình ăn cái món này có mực, có tép nữa. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Tép bạc với lại mực mực con nhí quá vậy. Mì xào giòn hả? Làm sao? Thì mì chiên cho nó giòn lên. Chiên cái đó phải dầu nhiều mới được đúng không? Chiên tép cắt lấy đầu bỏ mình nè. Sao quá mình? Mực thì lấy mình bỏ rau. Sao chế dùm miếng nước đi, chế dùm miếng nước cho nó đen ghê quá à. Mực mà không đen sao gọi là mực? Nó bị bể nè, chứ thật sự nó bị bể, nó không có bị đâu. Con xin chào ông bà cô chú. Hôm nay mẹ con vào ngoại là món mì xào giòn. Ông bà cô chú coi cho vui nha. Nhớ ủng hộ miền Tây TV của con nha. Tép bạc này bự quá. Ăn đại đi, cầm dao mà. Cái này là gan. Cái này là tim. Tim, gan, phèo, phổi. Tim, gan, mật, tôm. Mì giòn không sợ hải sản hay gì nữa. Hải sản thì có heo nữa. Gì cái thực cảm đi. Tại mì xào giòn, nếu mà hải sản cũng không thực cảm. Món ăn gì bỏ vô đó ha. Món cá. Nghĩ sao trời? Đó. Dưới nhà tranh. Hồi đó cái nhà này là phía sau là cái mái ngói. Sau nhiều năm thì mái ngói nó thành mái tôn. Nó sập. Bữa nó sập nó nằm một cái bẹp ra ngoài đây nè. Em với bảy hôm ở trong bếp đi ra đứng đây là tự nhiên nó đâu thấy đùng. Cũng xong. Cũng chứ. Cũng xong mà ngâm nước đá. Này là đốt gác với lá cây. Lâu nhiều gom lại đốt một lần. Cái này giống như mình ăn gì
Mì vịt tiệm vậy. Cái thìa cái gì nè. Cái này có bông cải nữa. Mì mấy cái tim với lại gan thì mình trụng nước sôi coi cho chín không. Nó sôi lên nó vừa chín tới rồi lấy ra. Sôi vừa chín tới thì mình vớt ra mình ngâm cho nước đá. Ngâm cho nước đá để cho nó gì nó giòn hay nó gì đó. Mình pha miếng nước đá vô. Nước cái đó ăn được hả? Thù nâu lắm trời. Bông cải xanh ta nhờ cái cây này, ai bỏ cái cây này là lãng phí. Tốt là cái lớp già, lớp rơi ngoài ra nè. Ở trong ăn nó giòn mà nó có trái bắp non nữa, có cà rốt nữa. Tùy theo như ai muốn ăn rau gì, xào rau đó. Đây nè, cái mình sắt ra như này ăn ngon lắm. Hồi đó em đâu biết, cái người bán người ta chỉ ấy. Rồi bỏ đây nè, trụng sơ trụng cả. Mấy cái này trụng sơ hả? Trụng sơ mình xào, xào nó meo, không trụng xào nó lâu. Mà để xào á chứ không phải trụng cho nó chín. Xong rồi vớt cái bỏ vô nước đá. Nước đá hay nước lạnh không biết. Nước đá. Cái này luộc chấm coi khô quẹt ăn cũng được. Thường đi mấy quán nó luộc mấy này nè. Luộc chấm. Nó chả nè. Lắm mẹ lá bà. Cái bắp từ hai bỏ vô trước. Rồi có chuẩn gì nữa không? Nghe không? Dạ, nghe. Vậy là ra mình chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Xào gan với tim trước cho nó chín. Bỏ vô một tí muối, đường. Bỏ miếng mì chín vô. Mì chín là bột ngọt. Bột ngọt là mì chín. Rồi bỏ mực vô luôn. Bỏ dầu hào vô nữa. Rồi chấm nước tương.
cho 500 lửa luôn. Rồi. Xong bỏ vô, bỏ vô. Bỏ rau cải vô. Xong chiên mì bỏ lên rồi hành mì xào giòn ha. Tưởng đâu mì xào của có tôm nữa ha. Không có. Cho hai bó miếng đường vô. Miếng đường nó cho nó chào đi. Mì này là mì gì? Mì này là mì chiên giòn. Bớt lửa. Mì này là trong bọc mì nó để là mì chiên giòn. Rồi lật quá, lật quá, lật quá. Lật nhanh quá. Ừ, anh nói dầu nóng nó phùng lên mà. Rồi, được rồi, được rồi, rút ra đi. Để dầu ít quá. Người ta vậy là một dĩa đó. Có dầu vô. Bỏ dầu ít quá nó đâu có chín nữa chồng. Thời gian dữ hả? Trời ơi chị bỏ gì hai về với vậy? Bỏ hai về hả? Bỏ lạnh về à, có thứ về này về thử vô. Tao tính là một về, ai nhảy dính vậy? Hồi mà nhúng vậy đó, đứt dẫn quá. Dầu nhiều mới được, kế thêm dầu mới được trời ơi. Dầu nó sôi mà em nhúng cái đũa vô nó sôi bọt á, không có em mới bỏ vô được. Cái này nó bị nín nè. Sao? Nấu hoài mà không có kinh nghiệm gì hết trơn. Mẹ có ăn thử mì xào giòn của mẹ đi chiên nha. Kêu anh Thắng lên hồi ăn nè Quyên. Quyên đứng ở đây nè, kêu anh Thắng lên ăn mì.
không được bên này. Ngon quá. Ngon quá, ăn nữa. Ăn miếng thôi, ăn miếng nữa thôi. Cái này một cái hay là hai đây? Cái này giống như chiên bánh phồng tôm vậy đó. Cái này như chưa bung gì chờ gấp mà nó bị nín nữa. Em gấp chở qua quá là cái kia khi nó nín. Rồi được rồi. Mà nó vàng quá. Quyên chính giang nha Quyên. Dầu nha con. Đi ra ngoài. Vậy là người ăn một cái vậy đó hả? Vậy đó là ngắp được lên hả? Đâu có. Thì ngắp lên hả? Trang trí cái này. Cái này ăn bớt hả? Ít hơn nhiều lắm. Được chưa? Rồi. Nè hai ơi. Cho khỏi cái kế viết đi. Đó. Ừ. Hả? Cái bánh kem quá hả trời? Nên là ngắp ở chính giữa phải không? Thôi làm dĩa thôi, còn lấy mấy dĩa khác đó, rồi mình nuốt hai dĩa thôi, nó tâm một lúc nhất nha. Nè em với nước tương. Nước tương, tương đi. Nước tương hả? Nãy hai nước tương thông thôi được rồi. Nước tương thông được rồi. Nói là ờ đúng rồi. Tôm để lên. Chị em ấy miếng nước lên nữa. Này phải có ngồi ghế để lên đấy ha đẹp. Em miếng nước cứ rưới lên này nó xúp xốp lại. Hồi mình gấp nó mới được thôi nó gãy nha. Cái muỗng này chị hai. Gà kêu quá rồi. Rồi vậy được rồi. Rồi ai ăn gì ăn, mình ăn dĩa xoài này nha. Dĩa xoài này hấp dẫn hơn. Thơm quá. Cái này sao vàng dữ vậy? Bị hư rồi, cái đầu tiên. Cái đầu tiên dầu chưa có nấu. Cho quay ra. Còn tôm với một sướng chấm bật. Nó trộn lên cho nó thấm nước đó, đó chứ để ăn sẽ được. Lấy bia cho mầm Nguyên. Cái này. Ngon Nguyên. Nó có ngon hơn mì thường không? Nó lạ lạ mà ăn cũng ngán. Ngay thứ bảy. Ngán. Ăn cũng ngán chứ ăn nhiều ăn ngấu hả? Về này còn 3 người ăn á. Cái gì đó? Một miếng này là có 3 người ăn. Trời ơi, tao bán mì tao bán một chút xíu thôi, tao bẻ nhỏ nhỏ để trong cái dĩa nè, ít nè. Ra rồi nhiều lên. Cái này chủ yếu là rau còn xào thôi, mì ít cộng à. Ăn mì nhiều ngán á. Ừ, gỏi á. Cái này thay vì mình không mì xào, cái này mì chiên kia, mì chiên giòn á. Đó là mì chiên giòn á. Nào ăn cơm cho. Thôi mình ăn cơm thôi. Mình ăn cơm đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mì nó không gắt ấy bỏ vô. Thì mà nãy có em bên kia cho hút ra nào. Chắc hết đi. Ừ, nó bị mèo. Còn nước nè. Rồi nửa cái ăn không? Mì à? Ăn mì không? Mì nữa mà mì cho cái này có nước sắt không? Mì nó vội rồi. Nước bổ người ta làm nước sốt ta chế là người ta không có làm mà không biết nó sốt gì nó sốt rồi chắc con thêm ít xíu muối nữa cái bột năng nó miếng bỏ vô biển nước vô nó thả vô cái dao luôn á trộn nó dễ nó lần lần nước sốt nó vàng mãi lần lần có thêm ớt không có thêm ớt không như vậy là ai chiến thắng? Đây. Mình thắng. Mình thắng rồi. Thắng. Mình thắng nhất chứ tiên nha. Đúng rồi, từ từ thôi. Có gì đâu mà phải gấp. Rồi mình ăn xong là có dĩa xoài chán miệng. Xoài này xoài gì ta? Cái quả lọc. Hàng chiên nó ngon. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha. Hẹn gặp lại các bạn.